Nếu quý vị muốn mua các loại hải sản tươi khô được đánh bắt trực tiếp từ ngư dân như mực khô, cá khô, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo 0369591132 hoặc 0902864541. Cuộc sống ven biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Hello, chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Cuộc sống ven biển. Và hôm nay mọi người đang canh cành để xúc mực xà. Con mực xà câu bằng con tôm không ăn được nha mọi người. Nó không có ăn con tôm. Thì nước nó rất sâu, nước có ngàn mét lận. À, mọi người chỉ canh nó nổi lên nha, nó dí cá dí đồ á, xúc mà thôi. Xúc được hai con rồi mà hồi nãy giờ mình không có kịp quay cho mọi người xem. Giờ canh tiếp. Nhưng mà rất là hiếm. Vô thăm đang móc con cá chuồng vô câu để dụ con mực xà đây. Nãy giờ dụ cá chuồng rồi dụ cá chũa ở đây, bắp vô thả xuống mà không thấy con mực nào lên nhỉ. May mắn nó lên, nó trồi lên mình mới sốc được thôi. Con mực xà thì nó sống được khoảng có một ngày thôi à mọi người à. Còn con mực ống á, thì nó sống khoảng có 3 ngày. Còn con mực ghim á thì nó sống khoảng cỡ một tuần lễ lận. Cho nên con mực ghim là một trong những con mực là sống mạnh nhất, còn mực xà là sống yếu nhất. Mực xà ở đây mình câu nó lên là mình phải móc cái đuôi nó bằng cái phao cho nó nổi lên, chứ nếu mà để nó đập xuống nó chết lẹ lắm. Đó, đó, nó muốn bệnh, đó, câu lên, ô khùng quá lẹ. Ô, nó giàu ở dưới đây quá trời luôn bà con ơi, nó giàu rồi. Đó, nó giàu rồi, Giàu đi. Đó, dính đầu mày nè. Đây, đây, nó đây. Bây giờ mình móc cái đuôi nó vô. Đậy lại nha mọi người, không được để hở. Ủa cá nữa hả? Bốn con rồi. Alo, xin chào buổi sáng mọi người. Chào mọi người đến với kênh Cuộc sống ven biển. Và chú Ba Thông đang cắt những cái thẹo câu thay thẹo khác. Bây giờ sáng mình sẽ câu cá bự nha, chứ không câu cá đỏ mắt như con chiều nữa. Giờ này tới một cái điểm để thả câu, hy vọng rằng sẽ có những con cá bự, chẳng hạn như cá Hà Lan hồi giờ chưa biết luôn. Sau khi thả một điểm không có cá, ghe mình lại chạy tới một điểm khác. Giờ này là 5 giờ 15 phút canh sáng. Sáng sáng cho con đừng kéo cho giải mồi ơi, tập thể dục ơi. Có một con cá Hà Lan mọi người ơi. Giờ về quay con cá mọi người xem nè. À, cá Hà Lan đây, sao nó giống cá đồng dưới chợ. Đó,
6 giờ đúng. Xuống. Tiếp tục. Lúa. Đề dính rồi. Lúa. Đề dính cá bự rồi bà con ơi. Hơi bị căng á. Nước nhỏ ăn trơn. Đứt cái tay này. Đứt tay hết ông ơi. Cước nhỏ quá. Má đứt thêm phát rồi này. Ghê vậy. Muốn thông rồi câu ta câu chiên 180 không? Đang biết cá gì mà bự nặng ghê. Mú hả? Có chừng con mú như ngày hôm qua nữa. Con hà mã nữa. Một con hà mã tiếp. Nếu là con cá mú thì khi mà lên nửa hơn nửa lần nước là bắt đầu nó nổi bong bóng đây là nó nhẹ nha mọi người. Thấy chưa? Chưa. Vẫn chưa. Rung bung cước luôn. Nước đang 102 sải, có nghĩa là khoảng 170 mét á. Đó, thấy rồi đó, giống con cá cam á. Sao không phải cá mú. Má đồng đồng Hà Lan con đây con bự rồi con ơi. Đó chó luôn, nó chạy ghê. Quá đã trời, nó to trời. Đã quá bà con ơi. Trời con đây nó có màu nó xa nó đậm hơn con này. Nó lòi luôn cái bầu thử nó ra kìa. Áp suất á. 1, 2, 3, 6 khoảng cỡ 70 phân. Ngàn nó 20. Ồ con mực chết mất rồi. Còn mồi sống nè. Còn đây là mình câu có mồi sống nó dễ ăn hơn. Hồi tối cậu được mấy con mực xà. Dầu mắc rạn rồi bà con ơi. Chú ba cho con hỏi là chú có thường hay đi ra Trường Sa đây không chú? Đi lâu rồi, mấy năm. Là chú có thường hay gặp tàu Trung Quốc hay là tàu của nước ngoài khác không? Có chứ, tàu Trung Quốc đi thì ra nên đi có là. Rồi tàu của nước nào nữa? Tàu nước ngoài thì mình biết mấy tàu sách không biết chứ. À. Không, ý là con nói là những cái tàu của họ chẳng hạn như tàu chiến hoặc là tàu cảnh sát biển của họ á. Có không? Cũng có chứ, sát biển bên Mã Lai, Indo nó có chứ. Dạ. Thì giáp ranh á. Dạ giáp ranh phải không? Cá ăn. Bắt câu à? Đồng câu ai á? Dính câu rồi. Đây nó re, nó bê quá trời, với kia không bê vậy bây. Ồ, đề mắc rạn nữa rồi. Trời ơi, mắc rạn nữa rồi, bây ơi. Trên đây thì chú Thông đang thả cái đàn câu cá đỏ mắt xuống. Bị đạn nhổ rồi.
ơi, sao nó lái gì vậy? Không bứt lụa rồi chưa, do nó mắng cục chì ở dưới á. Trời tới nữa bây giờ chưa xi nhê vậy chứ. Biên luôn rồi đúng không? À. Ra đây gần tới biên luôn rồi không? À, biên. Đó, hai cặp đang chạy ra đó. Hiện tại thì ghe mình đang chạy theo hướng ra lên. Cách bãi thị trấn khoảng cỡ 15 cây số. Thì cái vùng này cũng gần tới một cái điểm nóng, đó chính là gần tới biên giới phía ngoài. Cách đây khoảng hơn tháng là có một chiếc ghe lưu rút và một chiếc ghe, nói chung hai chiếc ghe đã bị bên Indo, người ta qua bên phía vận Việt Nam người ta bắt luôn, đang trong vòng thời gian để kiện với nhau để đòi ghe phía bên mình về. Ngày hôm qua là ở trên khúc mà nhà vàng ở trên phía bên bãi tư chính kia, thì có những ghe lưu rút họ nói chuyện với nhau, thì họ thấy chiếc tàu cảnh sát biển của Trung Quốc rất là lớn, họ quằn quằn tới chỗ ghe của họ đó, mà mình ở xa quá không thể nào quay cho mọi người xem được. Thì mình nghe cho ngư dân họ chia sẻ là cái tàu của họ rất là hiện đại, tựa như chiếc tàu chiến vậy á, còn tàu của mình, tàu cảnh sát biển của mình nói chung là nhỏ hơn của họ rất là nhiều, thô sơ hơn rất là nhiều. Một chiếc ghe ngư dân của Trung Quốc thôi á, mà nó to, nó là một chiếc tàu chứ không phải là chiếc ghe nữa. Còn đối với ghe của mình là ghe gỗ rất là bình thường và rất là nhỏ bé. Hôm nay mình đứng trên vùng biển Trường Sa của Việt Nam, thì mình mới tận mắt và nghe những lời và nhìn thấy thật sự Trường Sa là như thế nào. Hiện tại thì mình thấy tàu kiểm ngư của Việt Nam, những kiểm ngư này đang hiện diện ở gần chỗ mình đây, nhưng mà nhìn ở trên máy định dạng thôi, ông ngoại thì không thấy. Số hiệu kiểm ngư 276 là cờ Việt Nam. Hiện tại thì anh em mình đang bủa lưới chuồng xuống để bắt cá chuồng nha mọi người. Bắt cá chuồng để làm mồi câu cá, chứ không phải bắt cá chuồng để vô bán đâu. Thì chủ yếu là anh em mình làm câu tay thôi, làm câu cá thôi, chứ không có bắt cá chuồng để bán. Còn ghe lưới chuồng là khác nữa.
thì mình nấu xong cơm đã xong rồi mà không biết lấy gì ăn hết. Sáng giờ câu được hai con Hà Lan, một con nhỏ, một con bự. Chú đang ngồi đây để chờ xíu nữa rồi sẽ kéo lưới chuồng lại. Kéo lưới chuồng là kéo tay nha mọi người. Còn bạn đề thì nằm coi điện thoại. Việc mạng là chơi game, chơi game. Còn bạn Bi thì đang nhắn tin ở đây cũng cả sóng. Ở ngoài đây mình muốn ngư dân thường là sẽ được nhà nước hỗ trợ khi mà ra vùng biển Trường Sa làm, hỗ trợ tiền dầu một phần mọi người. Thì muốn xác nhận được hỗ trợ là ngư dân phải bấm vô máy kia là đó, nó kêu tích tích như vậy đó là thành công. Nhưng mà nó rất là khó kêu, khó tích tích vậy, khó thành công lắm. Cho nên anh em nhiều lúc cũng khổ vì cái tin nhắn đây nhiều lúc cũng phải không có đi đâu được. Nhiều lúc về cái điểm để mình câu là nó nằm cách đây khoảng cỡ 20 cây số, mà cái chỗ để nhắn tin xác nhận thì nó nằm miếng ở trên này, cho nên không khó câu thơ. Bây giờ chú cháu mình sẽ lấy con cá Hà Lan nhỏ lên để cho anh. Nắng quá không biết ăn món gì luôn bà con ạ. Để con xuống cho. Chú leo lên cực lắm. Đâu ấy đâu. Đó. Để cá lớn á, ăn cho ngon. Cá nhỏ, con kêu lấy cá nhỏ. Cá lớn đi bán kiếm tiền. Dạ tầm cá gì không chú? Lấy con cái đi. Lấy đá không chú? Thấy đá chưa? Đá còn nhiêu. Đi vậy thì canh á. Ô nó lủng bị mẹ. Lủng thôi. Nhiều bỏ lại. Ô cá này 2 kg á, lấy vậy thì canh á. Con nó mày. Chứ giữ. Ba trái. Lấy mớ ớt. Hỏi thế nó nấu cái chua nấu cái gì? Ớt còn cháu á. Hỏi đi lấy cái thơm làm gì? À cái thơm mà, thơm đâu? À, đây. Cái cà. Có lấy lá giang gì không? Lá giang gì? Lấy xả gì không? Chứ nó nấu thơm mà nấu phải chua chứ nấu gì? Ờ. Thì không lấy thơm nấu ăn rồi, nấu ăn hả? Nấu ăn á, nấu ăn hả chú à? Rồi hết ngoài thì cà cả. Ô tì quá nè. Rồi bây giờ mình sẽ làm cá. Sau khoảng cỡ 15 phút mình đã làm xong một con cá. Cá Hà Lan. Cá đây thì cái màu của nó thì hồng 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 hồng. Thịt thì cắt lát ra là màu trắng. Đó. Rất là ngon, thấy nó săn đó mà không biết ăn cái vị như thế nào. Nghĩ là rất béo đây. Cá này ăn béo không chú? Chưa ăn luôn à, chú hầu giờ chưa ăn luôn. Vậy là chú hầu giờ đi biển nhưng mà chưa được ăn cá này. Chưa được ăn đâu. Vậy là tính ra con có phước đức á. Bữa nay con bảo quay phim mới ăn. Con có phước mới được bạn Bi cho đem con cá Hà Lan đem về được nấu canh chua ăn. Nấu canh với khóm. Đó. Rồi sạch sẽ rồi. Giờ chú cháu mình sẽ nấu món này. Bạn Bi xuống nêm nha mọi người. Thì nói thật cho mọi người á là cũng có nhiều bạn á thì kêu mình á đi biển ăn chật rồi này kia á. Thật sự em nói với quý vị là nếu mà kêu mà quý vị mà đi ra đây để quay phim mà để ăn thôi á
Thật sự là đánh giá quá thấp về cái việc mà đi biển này, ở trên ghe bao nhiêu ngày, nhiều lúc cả tháng như thế này, đánh giá quá thấp. Nếu mà kêu mà để ăn vậy thôi, mình ở bờ mình ăn khỏe hơn, sướng hơn. Thật sự với quý vị là như vậy. Em nói thật với quý vị, chuyến này á, mấy chuyến trước không nói, nhưng mà chuyến này em nói thật là em ước gì á, là em không ăn mà em sống được. Nếu em không ăn mà em sống được là em đã làm rồi. Em nói thiệt với quý vị như vậy á, cảm giác em hiện giờ là như vậy. Rồi theo lời của bạn Bi nha, mình không biết làm không nào. Là bạn Bi là kêu bỏ thơm cà với me vô trước, à, nấu cho nó sôi rồi mới bỏ cá vô. À, thì bây giờ mình bỏ vô. À, không có tàu cá đâu mà ngược đời quá. Nhân kệ thử ăn có ngon. Nhiều lúc dân biển họ nấu cái cách của họ vậy mà ăn nó ngon á mọi người. Rồi đậy nắp lại để cho nó sôi. Bì đang nấu canh đây. Làm món này là theo kiểu như gì đây bạn Bì? Canh chua của Bì. Canh chua của Bì. Canh chua của Bì. Nhưng không biết sao là bỏ rau vô trước, bỏ cá vô sau. Chưa sôi. Bây giờ nêm trước, nêm nước rồi trước rồi mới bỏ cá vô cuối cùng. Không phải đâu. Có chậm á. Ít ít thôi, bởi vậy vừa thôi. Đâu chua không đâu mà. Em muốn chua rồi đó, chứ không chua không. Bỏ ít lắm. Mà em không chua đâu. Bỏ một chút me đó, một chút chua. Ủa cá này giá bao nhiêu một ký mà không dám ăn chú? Nó cho anh đâu mà ăn, chị chỉ ăn canh này lắm. Dạ hả? Không có một ký cho anh thôi chứ. Mấy ghe kia thì nào ăn cá này. À, cá này gọi là khó câu lắm không? Đánh bán đường tiền. À, giờ này là 11 giờ trưa. Năm mười mấy ngàn ký mắc. Năm mấy ngàn ký à? Tính ra vậy thua con mu dài luôn. Thua nhiều, thua xà. Bây giờ bỏ vài miếng ra để chiều chiên muối sư nha mọi người. Muối sư bỏ bột ngọt đâu? Ừ. Xíu bột ngọt, xíu muối. Giống như làm cá một nắng vậy không? Đen, đen, đen. Lại muối lại đưa vô đồ này chặt chim luôn. Có chỗ có người đâu mà. Máu bỏ cái rộp luôn á. Sau khi ăn cơm xong, bây giờ anh em mình sẽ chạy tới cái đầu cờ để kéo lưới chuồng lại. Từ từ từ. Gì? Hả?
chỉnh bên da đâu gì. Bấm gì xịt da. Đập cái đó đâu, đập cái lừa tới. Cái lừa nó có liên quan, có quan trọng mà cái xịt cái lừa. Ngoài giờ thẳng vô bảo bảo. Đầu kia kìa, ngoài trên kia kìa. Ok. Đi vượt xúc môi. Cầm kéo đi. Kéo người ngoài đây nè. Ừ. Kéo ào ào vô chứ. Anh đời. Anh đời kéo chậm quá. Tới kéo lưới rồi nó xúc ra nè. Đây ông chủ Viu TV thao lưới lưới chuồng ha. Đó là xong phát lưới mọi người. Đây 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 anh bảo đang thao lưới đây. Quay phim anh Bảo thao lưới về cho vợ anh Bảo coi đó. Anh Bảo vợ anh Bảo thương cuộc sống dân biển gần sau cho nên anh Bảo mới bỏ biển cho nên khổ vậy nên anh Bảo mới bỏ biển ở nhà đi làm YouTube.
Đây là thành quả của anh em mình đây mọi người. À, thả lưới xuống khoảng có 1.5 tiếng đồng hồ là kéo lên. Bao nhiêu đây? Sẽ không vỡ 5 kg có hơn á. Ồ có chuồng cồ to bạc cố luôn mọi người ơi. Rồi có thêm cá nhái nữa. Chuồng xanh đây mình không biết ăn có béo không nữa. Cảm giác kéo lưới coi chuồng giống như kéo lưới đỏng mà mọi người à. Đó cứ mình thao qua như vậy á. Ô cá chuồng nó dính thấy nó cũng đẹp ghê á. Hy vọng rằng có một ngày nào đó mình sẽ theo ghe lưới chuồng thật sự để mình trải nghiệm cho mọi người xem nha. Ghe đó thì có lẽ là một cuộc hành trình mới, chắc là về Quảng Ngãi á. Kia là chiếc ghe lưới quét. Họ đánh họ bao những cái dãy san hô, những cái dãy rạn đá bàn nha mọi người. Con kế tiếp là chú vô vô con số 9, chú nhập con số 9. Đúng rồi, nhập con số 9. Câu cá đó, ghề đi quét quanh câu cá đó. Rồi vô là từ nhà số 9 rồi tới số 0. Sau khi ghe mình đánh cá chuồng xong, bây giờ sẽ chạy tới và đang bủa một cái điểm. Chú đang thả câu cá đỏ mắt. Còn ở ngoài kia, dưới kia là thả câu lớn phải không chú? Dưới kia thả câu lớn. Rồi chú đã có cá ăn. Vậy là chắc là cá đỏ mắt rồi. Hay quá chú ơi. Nặng không chú? Ồ vậy là có chắc mấy con luôn ạ. Câu của chú là tới 5 lưỡi lận. Quá hay. Đây là hơn 100 sải. Đó đây nó. Cái gì? Rồi, cái đã mắc. Đó rồi. Một con. Hai con. Cầu dưới đâu không biết. Đâm mà. Giờ này là 2:30 chiều. Và chú Thông đang cầm dây câu đang chờ mấy con cá đỏ mắt. Còn dưới kia bạn Đề thì cũng đang thay dây câu để xài cái dây nhỏ hơn. Rồi chú Thông lại có cá. Đó thay nó rồi đó. Ồ, nó lòi lên đó. Cái nóc. Trời ơi, cá nóc mú quá sao. Ơ, nó cắn đứt câu. Ồ, cá nóc mú. Đáng lẽ con cá đây là cắn đứt câu luôn phải không chú? Gãy chanh. Dạ. Làm gỏi. Ngu ghê à, ăn cháy chú à. Ồ, đừng bày bậy chú. Dục nó đi. Ôi xa. Mai là nó ăn ngay cái đầu mỏ á, chứ nếu mà nó ăn lọt vô cướp là nó bất cướp rồi. Tâm cả tiền đi cho cướp ăn móc ngay đầu mỏ luôn. Tổ bố luôn mọi người. Mày ôi sợ mùa là có bánh à. Không. Quý vị đừng đây ăn con này nha. Con này ăn là chết ngắt luôn á. Đảm bảo luôn á. Rồi chú lại có kéo. Có kéo ơi. Đâu, ê, cái gì vậy? Cái Hà Lan hả chú? Hà Lan đó chú ơi. Hà Lan đuôi dài hả? Ừ. Ồ, bữa nay lại gặp cái Hà Lan đuôi dài nữa bà con ơi. Ồ, đẹp dữ rồi. Ồ. Quá đã luôn bà con ơi. Wow. Gửi. Con đây khoảng bao nhiêu ta? Cỡ 8 lạng á. Đó, rồi. Quá hay.
Ô đẹp ghê á. Đẹp ghê. Đỏ mắt. Ây. Do mấy bạn mở nhạc ở trong mui nó to quá cho nên là mình về sau độ quay cũng không được nữa. À, không khó. Chú đang kéo lên để thăm mồi. Con gì nó ăn trơn mồi luôn rồi. À, còn lưới không à. Ồ rồi chú lại ăn nữa rồi. Hoan hô chú. Cá đâu? Đẩy rồi. Đẩy bác ơi. Ồ dưới đó trời. Ấy mắc đá rồi hả? Không kéo lên được, kéo lên được. Hay quá, tưởng mắc đá. Nhổ nhiều sáng nữa, cháy quá. Bữa nay chú vụt luôn. Vụt luôn. Ầm luôn. Đéo dưới là dưới tông, đéo dưới kia là. Chú chưa thăm có con còn lại nhìn nó đi gần tới nó sảy mắt. Nó không nổi hả? À nó chạy mắt, nó đâu có nổi đâu. Nay còn cỡ 5 6 sải gì nữa, chục sải gì nữa, nó chạy đâu mất. Ra ra răng 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 ra. Đây cái gì đâu phải cái đỏ đâu. Gà miếm 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 miếm. Ô gà miếm. Miếm này cũng hơi bự nha. Ô trời ơi nó lòm bóng luôn. Lấy cái vỏ. Rồi để lên dây cái vỏ. Miếm nó mở kìa đó. Ồ, làng này là có rồi phải không? Có chắc chắn luôn. Này chắc chắn luôn rồi đó. Nặng tay lắm không chú? Nặng coi chừng coi có miếm nữa đã. Dưới đó là đề nó cũng nặng tay lên có miếm á. Đó lên rồi, trắng trắng giống miếm nữa rồi. Giống cá miếm nữa. Trắng trắng mà. Rồi miếm nữa rồi, chắc cú rồi. Miếm rồi. Ôi mày. Rồi dòng ở đây là quy một băng cá miếm nằm dưới rồi. Thôi mình sẽ gỡ cá ra cho chú đây. Mới thả một anh, bây giờ lại dính thêm một anh nhỏ nữa. Trời trời. Coi chừng nó cắn tài á. Con này nó cắn rất tài luôn không chú? Đích chưa biết. Riêng riêng mà nó còn rất là. Ghê hay. Đúng là nhà nghề cao thác. Rồi bây giờ mình móc, mình bỏ nó xuống biển đi. Để cho chín thôi. Để chế luôn ạ. À? Ừ. Okay. Phóng sinh thôi cho bà. Nó không theo mình nữa đâu, lâu lắm. Rồi bây giờ ra mình sẽ chạy vào một cái điểm khác. Cũng là khúc trong trên
Trường Sa, trong trên ở nhà vàng DK nha mọi người, rất là xa. Đây anh chiều cánh tòm, mình sẽ chiên mấy con cá hồi trưa mới vừa nấu cái nồi cơm xong rồi, có hai con đó mắt kia chặt mà sẽ nướng. Bữa nay là thành ra là ba món: món canh trưa còn, món cá chiên muối sư và cá đó mắt nướng. Mình phải làm hết sức mình, tất cả những cái việc nào mà có khả năng mình sẽ làm được thì mình làm. Thật là tự nhiên bây giờ mình ngủ không có được nữa rồi mọi người, mình chỉ muốn về nhà gặp con, gặp gia đình, gặp vợ, gặp con. Bây giờ làm việc là mình càng mừng nữa, mình sợ nhất là ở không. Đây hai con cá đỏ, cá đỏ này cầm vô cẩn thận cho nó cũng đứt tay ghê. Giờ bỏ vô nướng nó bị to quá mọi người. Ngoài biển không có bếp than là phải nướng bằng kiểu này à. Đó mình bỏ lên bếp ga rồi có nắp sò không mình nướng. Mình dặn lửa thấy cỡ rồi hả chú? Giờ mình ăn cơm đó. Chú ăn cơm trước rồi là chạy lái, bây giờ mình ăn cơm để chạy lái cho chú người trước rồi. Chú kéo câu đồ mệt đó. Rồi bạn Đề đang làm đồ chấm để ăn với bạn Bi. Rồi vậy là hôm nay mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người video lần sau, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Nhớ đăng ký cho mình nha.